Hai chân của chàng trai này đã bị tàn tật suốt 23 năm. Hôm nay làm sao lại mọc ra hai cái chân bằng máy? Bọn chúng không chỉ lực mạnh, nó thậm chí có thể dễ dàng vượt qua một chiếc xe tải lớn với tốc độ 120 km/h. Ở trạng thái giới hạn, ngay cả đạn cũng không theo kịp anh ta. Vốn tưởng chàng trai này sẽ trở thành siêu anh hùng, từ đây bước đến đỉnh cao của cuộc đời, không ngờ anh ta lại sắp dính líu vào một đám người ngoài hành tinh. Trong một âm mưu được dày công thiết kế, một ngày trước Nick vẫn là sinh viên hàng đầu của MIT. Anh ta và bạn tốt trong lúc vô tình nhận được một bức thư điện tử. Sau khi mở ra, màn hình máy tính lại hiển thị là đang phát sóng trực tiếp bóng lưng của bọn họ. Hacker này đã xâm nhập dễ dàng vào một máy tính khác ở nhà Nick. Hai sinh viên khoa học máy tính bị một hacker vô danh tấn công, khát vọng chiến thắng của bọn họ ngay lập tức được khơi dậy. Rất nhanh Nick đã lợi dụng trình lập bản đồ mạng, theo dõi ngược lại được đại trí IP của hacker. Tiếp đó anh bạn bật kết nối theo dõi dữ liệu và thực sự đã tìm thấy vị trí chính xác của hacker. Lúc này bạn gái của Nick là Hayley kéo chiếc màn ra, bởi vì cô ấy sắp tới một trường học ở tiểu bang bên cạnh mượn sách. Lúc trên đường, tên hacker đó lại gửi đến một bức ảnh, chính là ảnh chiếc xe của bọn họ đang chạy. Nó được chụp bằng camera giao thông, có vẻ như anh chàng này có hai bàn chải. Thật trùng hợp vị trí của anh ấy là trên đường đến trường Hayley. Thế là ba người quyết định đi gặp người này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đợi lúc đến được vị trí, ở đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ, bên trong không có một ai, bỏ hoang rất lâu rồi. Nhưng ngay sau khi Nick và Saki đến tầng hầm bên trong ngôi nhà, để lại Hayley ở bên ngoài hét lên một tiếng thảm thiết. Đợi sau khi hai người xông ra ngoài, chỉ thấy Hayley bị một thứ gì đó trực tiếp kéo lên không trung. Bỗng dưng một mảnh màu đen. Đợi Nick lần nữa tỉnh lại, phát hiện xung quanh toàn là những người bí ẩn trong bộ đồ bảo hộ màu trắng. Sau đó, một người thử nghiệm tự xưng là tiến sĩ nói ra sự thật, anh ta nói cuộc tấn công đêm qua rất có thể là do người ngoài hành tinh gây ra. Và Nick và những người bạn đồng hành của anh ta có lẽ đã bị nhiễm một loại virus ngoài hành tinh nào đó. Đây là một cơ sở nghiên cứu dành riêng cho việc đối phó với các hiện tượng phi tự nhiên. Nick ở đây nhìn thấy Hayley đang ngủ say, nhưng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì với đôi chân bị khuyết tật của mình. Cũng may anh ấy có một bộ não khó quên, tới lui một lượt là nhớ hết cấu trúc và các lối thoát hiểm trong toàn bộ căn cứ. Trở lại phòng, Nick nghiền bánh quy thành bột, sau đó bỏ vào trong cái ống mềm, xịt vào khóa mật mã. Căn cứ vào hoán vị và tổ hợp cuối cùng đã thử ra được mật mã khóa. Lúc này căn cứ bị tấn công bởi những sinh vật không xác định, vết xước sâu trên tường ở hành lang. Nhân lúc hỗn loạn, Nick đem theo Hayley bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Anh ta tính toán thời gian làm ca của từng nhân viên, thông suốt cả con đường không bị ngăn cản. Rất nhanh cánh cửa mật mã cuối cùng đã đến trước mặt. Dựa vào ống mềm trong tay, Nick nhấn mã một cách khó khăn, nhìn thấy chỉ còn lại con số cuối cùng, nhưng vẫn bị đám người thần bí phía sau bắt đi. Đợi Nick mở mắt lần nữa, sự kinh hoàng thực sự chỉ mới bắt đầu. Anh ta nâng tấm vải trên người lên, phát hiện bản thân lại mọc ra một đôi chân bằng sắt, cơ thịt và kim loại được nối với nhau, ngoài ra còn có chất lỏng màu vàng tương tự như dầu máy. Trong cơn kinh hãi, anh ta vội vàng nhìn vào thứ quý giá nhất của mình. Cũng may là nó vẫn còn. Sau đó dựa vào khả năng thích ứng mạnh mẽ, Nick nhanh chóng thành thạo việc sử dụng chân cơ học. Anh ta nắm chặt tay và đá tung cánh cửa thép chắc chắn. Lần này với sự trợ giúp của chân máy, một đường thông suốt không bị ai ngăn cản, rất nhanh đã đem theo bạn gái Hayley của anh ta thoát khỏi cơ sở nghiên cứu ma quái này. Và vị tiến sĩ da đen già có vẻ không có ý ngăn cản họ. Vừa ra khỏi cổng căn cứ, Hayley đột nhiên tỉnh lại một cách khó hiểu. Trên đường đi cả hai gặp một bà lão tốt bụng. Chính là trạng thái tinh thần của người đó dường như không bình thường. Sau khi đến trạm đổ xăng, Nick vỗ về Hayley ở bên cạnh một chiếc xe tải, còn mình thì đi gọi điện báo cảnh sát. Nhưng đúng lúc này, người điều khiển chiếc xe tải lớn đã chở Hayley đi. Đợi sau khi Nick ra ngoài, chiếc xe tải lớn đã đạt tốc độ 120 km/h. Tiềm năng tiềm ẩn của Nick được hồi sinh vào lúc này. Anh ta cảm thấy hai chân tràn đầy năng lượng, càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt anh ta đã đuổi kịp chiếc xe tải lớn. Tài xế thấy thế liền lấy súng giải quyết Nick. Cũng may lúc này Hayley đã tỉnh lại. Sau khi xuống xe, tài xế đứng một bên thần hồn nát thần tính nói: "Không ai có thể rời khỏi nơi này." Quả nhiên đến phía trước, một vách đá hiện ra trong không khí. Trên con đường ban đầu vốn dĩ là con đường thẳng, cùng lúc đó tiến sĩ của căn cứ thí nghiệm cũng đuổi theo phía sau. Trên đường đi họ gặp bà cụ đã giúp đỡ Nick trước đây. Sau khi đưa về căn cứ, bà lão kỳ lạ giống như máy tính đã chết máy vậy, không ngừng lặp lại lời nói giống nhau, mà tiến sĩ dường như đối với chuyện này sớm đã không còn thấy lạ nữa. Chỉ thấy ông ta từ từ mở vali ra, lấy ra khẩu súng ở bên trong giải quyết luôn bà lão. Đến tối tiến sĩ lại tìm đến tài xế xe tải kia. Ông ta cũng xuất hiện trạng thái như thế, kết quả cũng bị tiến sĩ cho một súng về chầu trời. Nhìn thấy ở đây nhất định rất nhiều người đều có chút chóng mặt hoa mắt. Cho đến khi Nick gặp lại người bạn lâu năm của mình, người đã mất tích trước đó, thì tất cả những gì xảy ra ở đây mới dần dần trở nên rõ ràng hơn. Người bạn phát hiện ở đây dù là người hay đồ vật, đều giống như các mô hình thí nghiệm vậy, mà mã số trên người bọn họ là 23541. Cộng lại vừa vặn là 51, lẽ nào đây là khu 51 là căn cứ thí nghiệm của quân đội? Rất có thể một số vũ khí mới đang được nghiên cứu, bởi vì hai tay của người bạn cũng bị cải tạo thành tay sắt. Hiện đến hiện tại, con đường ra duy nhất có khả năng chính là phần tử vũ trang này. Cổng được canh gác nghiêm ngặt. Sau khi bọn Nick đến,
người bạn vốn muốn giả trang thành nhân viên thí nghiệm để qua cửa. Trước mắt vô cùng thuận lợi, tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người ta nhận thấy sự bất thường. Chiếc xe tải ngay lập tức bị chặn bởi cột chắn bê tông. Saki thấy thế trực tiếp xông ra ngoài, một cuộc chiến sắp xảy ra. Saki dùng chiếc tay robot dị biến của mình phá vỡ cột bê tông. Cú đấm này là vì bạn tốt Nick và Hailey có cơ hội trốn thoát, nhưng phần tử vũ trang không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Chỉ thấy người bạn lần nữa vung tay đánh xuống đất, sóng xung kích khổng lồ thậm chí còn làm nứt mặt đất. Vốn tưởng Nick lần này có thể thuận lợi trốn thoát được, nhưng mà tiến sĩ sớm đã chặn ở nửa đường rồi, chứ không phải được đưa trở lại làm đối tượng thí nghiệm. Không bằng ghép một con cá và một tấm lưới rách, chỉ thấy Nick đạp chân phanh xông ra ngoài. Lúc này tiến sĩ vẫy tay ra hiệu, lực lượng vũ trang lập tức chạy ra giải đinh để chặn. Xe tải mất thăng bằng sau khi lốp bị nổ, cả hai lập tức lăn ra lề đường, mà Nick chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn gái Hailey bị đưa đi. Bản thân lại bất lực không làm gì được. Sau đó tiến sĩ từ từ đi lại và nói với Nick, anh ta chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa loài người và người ngoài hành tinh. Nick bị sốc khi nhìn vào dấu hiệu trước ngực của tiến sĩ. Lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ban đầu hacker dụ bọn họ đi đến căn nhà nhỏ đó chính là tiến sĩ, cả chỉ là một cái bẫy. Nick cảm giác bị chơi xỏ, lần này hoàn toàn kích thích siêu năng lực tiềm tàng, một nguồn năng lượng khổng lồ tràn ngập trên đôi chân máy móc đó. Một khắc này, thời gian dường như đứng yên, Nick giống như một tia chớp, ngay cả đạn cũng không theo kịp tốc độ của anh ta. Anh ta càng ngày càng nhanh, đụng thẳng vào một bức tường thủy tinh. Xông ra ngoài mới phát hiện bên ngoài là một mảnh đen tối. Khi Nick định thần lại, anh không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Mà tiến sĩ ở phía sau lại lộ ra một nụ cười hài lòng. Anh ta từ từ bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, lộ ra cơ thể nửa người nửa máy. Đợi Nick lần nữa xoay người lại mới phát hiện, thì ra bọn họ sớm đã rời khỏi trái đất rồi. Mà chỗ bây giờ Nick đang ở chính là trạm không gian khổng lồ có số hiệu trên tay anh ta. Khu 51.